Chào bạn, đây là chuỗi podcast hàng tuần được Tuệ An và đội ngũ thực hiện nhằm mang đến bạn những thông điệp ý nghĩa và tươi đẹp trong cuộc sống này để giúp cho bạn sống hạnh phúc, bình an và tự do hơn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề người tốt hay bất hạnh. Bởi vì có nhiều người khi Tuệ An gặp họ, họ chia sẻ với Tuệ An rằng tôi tốt lắm, tôi hy sinh hết cho mọi người, cho chồng con. Nhưng mà kết quả là người ấy vẫn phản bội, người ấy vẫn ngoại tình và cuộc sống của tôi vẫn tệ. Vậy thì tại sao tôi lại phải trở thành một người tốt nữa? Hay giống như khi mà Tuệ An có chia sẻ với những người phụ nữ, Tuệ An nói với họ rằng nếu như muốn có một người bạn đời tốt, một người chồng tốt thì trước hết mình phải là một người vợ tốt đã. Có những người đồng ý với quan điểm này của Tuệ An, nhưng cũng có những người khác, họ cho rằng tại sao lại luôn luôn phải là mình? Tại sao ông chồng kia không tốt trước đi, rồi mình sẽ tốt sau? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện sâu một chút về chủ đề này nhé. Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Đây là một bài học ngàn đời về cách đối xử giữa con người với con người. Và có lẽ đã là người Việt Nam, ai cũng đã từng nghe câu nói đó. Đó cũng là cái cách ứng xử giữa chúng ta với thế giới, với vạn vật xung quanh. Những việc làm trong quá khứ của ta chính là hạt mầm mà ta gieo cho hiện tại và tương lai. Người làm việc tốt sẽ gặt hái những thành quả tốt. Ngược lại, người hay làm việc xấu sẽ dễ gặp quả báo hay những chuyện kém may mắn, những nghịch cảnh, những biến động trong cuộc đời. Dẫu biết là thế, nhưng vẫn có biết bao người hoài nghi về nhân quả, hoặc nặng nề hơn là không tin rằng nhân quả có thật. Bởi trong suốt mấy chục năm cuộc đời của họ, họ đã phải chứng kiến biết bao nhiêu chuyện có những người tốt mà phải chịu cảnh bi thảm. Hoặc chính họ cũng tin rằng mình đã là người tốt, vậy tại sao cuộc sống của mình vẫn cứ tệ, vẫn cứ bế tắc, vẫn cứ khổ đau? Có rất nhiều học viên tìm đến với Tuệ An chỉ để hỏi rằng tại sao tôi không làm gì xấu cả mà người ta vẫn làm tổn thương tôi. Tôi hết lòng hy sinh, vun vén yêu thương chồng con, nhưng tại sao những bất hạnh trong hôn nhân vẫn ập đến? Anh ta vẫn phản bội tôi, chửi bới, không ghi nhận tôi. Hay tại sao tôi đối tốt với người ta như thế, tôi không có đụng chạm gì đến họ, họ vẫn nói xấu, đâm chọc, họ hả hê và vui vẻ trên nỗi đau tôi đang phải chịu đựng. Cuộc đời như vậy quả là bất công cho tôi. Nhân quả phải chăng chỉ là thứ con người nghĩ ra để tự an ủi nhau hay sao? Tôi không tin rằng nhân quả có thật. Có một vài người khác thậm chí còn chia sẻ với Tuệ An rằng phụ nữ lúc nào cũng phải gánh chịu hậu quả do người khác gây ra. Chồng ngoại tình sao cũng bảo là do mình, con không ngoan thì cũng là do mẹ. Phụ nữ sau khi lấy chồng đa số đều trở thành siêu nhân, mà siêu nhân này lại vô cùng bất hạnh. Nhưng thật ra tất cả đều có lý do của nó bạn ạ. Trong cuộc đời này không có gì là bất công, cũng không có gì là ngẫu nhiên xảy ra. Tất cả mọi thứ nó đều có nhân và quả. Chúng ta vốn chỉ thường nhìn được 1/3 sự thật, hoặc là còn ít hơn cả 1/3 nữa. Thế nên chúng ta chớ vội vàng phán xét hay nhận định điều gì trên cái số ít ỏi sự thật mà chúng ta nhìn thấy. Giống như có những người phụ nữ nghĩ rằng ngẫu nhiên bạn đời của mình ngoại tình khi mà mình đã đối xử rất tốt với chồng, rất tốt với con. Nhưng đôi khi họ lại không nhìn sâu được rằng đôi khi họ đã đối xử rất tốt với người khác, nhưng họ lại không trân trọng chính mình, họ lại không đối xử tốt với chính mình. Để rồi họ luôn luôn khó chịu, họ luôn luôn tiêu cực, họ luôn luôn bất an. Và chính cái năng lượng đó họ phát ra, thì cho dù họ có cố gắng hy sinh cách nào đi chăng nữa, những sự hy sinh đấy chắc gì đã là sự hy sinh đúng đắn. Chắc gì chúng ta đã cho cái thứ mà đối phương thích nhận. Chắc gì chúng ta đã yêu thương bằng trí tuệ và bản lĩnh.
Và nếu như chúng ta đã không quan tâm, trân trọng, bỏ bê chính mình, thì hậu quả có một ai đó cũng bỏ bê chúng ta, cũng bỏ rơi mình, cũng là một điều dễ hiểu mà thôi. Bởi vì bên trong như thế nào, bên ngoài sẽ như thế. Tất cả mọi thứ ở bên ngoài đều là sự phản chiếu ở bên trong. Nhân quả là quy luật của đất trời. Không ai hay bất cứ điều gì có thể thay đổi điều đó. Không ai cũng có thể chạy thoát khỏi quy luật nhân quả trên thế gian này. Có lẽ ta đã vô tình hay hữu ý làm những điều chưa đúng mà ta không tự nhận biết ra được. Có lẽ những người gieo nghiệp xấu kia đã và đang phải gánh chịu hậu quả mà ta cũng không hề biết. Hoặc có lẽ người kia từng có đủ nghiệp tốt để gánh lại số nghiệp xấu họ đã gieo. Nhưng nếu như họ không tiếp tục tạo thêm nhiều nghiệp tốt, thì đến một lúc nào đó, những nghiệp xấu tích tụ đủ, quả xấu sẽ trổ thôi. Có những quả sẽ trổ ngay, còn có những quả thì cần thời gian sẽ trổ. Ta không thể biết được toàn bộ câu chuyện cuộc đời của một con người, của các kiếp sống trước của họ, của các thế hệ trong gia đình của họ. Đương nhiên, chúng ta cũng không có năng lực hay quyền hạn gánh chịu hậu quả thay bất kỳ ai. Bạn nghĩ xem, người gieo hạt táo mà nhận lại quả mít thì nghe có kỳ lạ hay không? Vậy nên, nếu thấy oan ức, đừng vội trách đời bất công. Hãy trách mình không phải thánh nhân, trách mình không đủ trí tuệ để có thể nhìn thấu nhân và quả của mình, nhìn thấu mọi sự ở đời. Nhưng chúng ta đều là những con người bình thường. Chỉ cần chúng ta nhận diện ra vấn đề, chỉ cần chúng ta gieo những nghiệp tốt, chỉ cần chúng ta hiểu bản thân mình, trân trọng và tử tế với chính mình, đó đã là tuyệt vời lắm rồi. Vậy nên bạn ạ, tất cả những gì xảy đến với ta, dù là chông gai, bão tố hay nghịch cảnh đến mấy, cũng là chuyện phải xảy ra. Hãy đón nhận với tấm lòng biết ơn. Biết ơn vì khổ đau đến giúp ta có cơ hội học bài học của mình, giúp ta có cơ hội để mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và lớn hơn từng chút một. Thay vì quá đỗi tập trung vào việc người khác làm gì, nghĩ gì, sống như thế nào, hãy tập trung vào việc chính bản thân mình làm gì, nghĩ gì, sống như thế nào. Chuyện nhân quả đó là quy luật của trời. Chuyện của ta là phải sống thật tử tế, thư thái, hạnh phúc, yêu thương và trọn vẹn, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Hãy luôn sống tử tế, dẫu rằng cuộc sống chưa hẳn đã đáp lại cho bạn những gì bạn mong muốn ở thời điểm hiện tại. Bởi sống tốt không bao giờ là thừa, không bao giờ là phung phí. Đặc biệt, khi chúng ta có đủ tỉnh thức và yêu thương. Mặc kệ cho ai đối xử tệ với ta như thế nào, đó là nghiệp của họ. Còn việc chúng ta đối xử ngược lại với họ như thế nào, lại là nghiệp của chúng ta. Vậy nên, hãy luôn chọn sống thật dịu dàng với người khác, với chính mình và với cả thế gian này, bạn nhé. Tôi xin hẹn gặp lại bạn trong những số podcast tiếp theo sẽ được phát sóng đều đặn vào mỗi 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh fanpage và YouTube Tuệ An.